Thông thường khi nhắc đến một sản phẩm có chữ mini ở trong tên, đặc biệt là PC, thì rất nhiều người sẽ tưởng tượng đến những bộ PC nhỏ gọn. Nhưng ở đây mình đang có một sản phẩm cũng có chữ mini nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ không mini cho lắm. Thì đây là một trong những sản phẩm cực kỳ thú vị và được build trên một vỏ cây, đó chính là Lianli O11 Dynamic Mini. Còn cụ thể nó mini là cái gì thì chúng ta cần phải tìm hiểu thì mới có thể biết được. Để có thể nói đến cái cụm từ thì cái vỏ cây Lianli O11 ở đây thì chúng ta có thể đánh giá luôn là về cái nhìn thị giác của sản phẩm. Thì như mọi người có thể nhìn thấy được ở đây là chúng ta sẽ có được mẫu vỏ cây với hai mặt kính. Vậy thì đồng nghĩa một việc rằng là chúng ta có thể gọi rằng đây là một trong những option bẻ cá nếu như chúng ta thích và quan tâm. Và cái sự mini ở đây nó xuất phát đến từ nguồn của sản phẩm. Nguồn ở đây chúng ta sẽ không sử dụng những nguồn với tiêu chuẩn là ATX thông thường, mà thay vào đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái bộ nguồn với tiêu chuẩn là SFX, tức là một bộ nguồn cỡ nhỏ chuyên dùng cho mini PC. Để lý giải cho điều này thì có thể nằm ở trong chính cái thiết kế của sản phẩm và để giúp cho cái vỏ cây được mỏng hơn, nhỏ gọn hơn một chút so với tiêu chuẩn và so với những phiên bản thông thường. Đấy là những thứ mình đã tưởng tượng ra và có thể biện hộ được cho cái câu chuyện đấy. Nhưng đấy không phải là vấn đề chính, mà thay vào đó là chúng ta cần những thành phần linh kiện ở bên trong để giúp cho bộ PC của chúng ta đẹp hơn. Vậy thì khởi đầu với một mẫu CPU là Intel Core i5-13500. Để mà nói thì đây vẫn là một mẫu CPU rất tốt để chúng ta có thể sử dụng. Một trong những cái lợi thế mà mình có thể nhắc đến ở đây là cái mức giá của sản phẩm là cực kỳ rẻ, và cái thứ hai nữa là sản phẩm được ra một thời gian rồi, BIOS cũng tốt và cái khi mà chúng ta sử dụng chơi game nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Và với một mẫu CPU Intel Core i5-13500 thì chúng ta nên sử dụng là bom mạch chủ dòng B để có thể đảm bảo được chi phí được một cách hiệu quả nhất. Tất nhiên thì vẫn sẽ là cao cấp thôi, với bom mạch chủ là Asus AudiStrix B760A Gaming Wi-Fi. A ở đây tức là dòng bom mạch chủ màu trắng và với cái kích thước là ATX thì vẫn vừa em vỏ cây này. Và đặc biệt cái mẫu bên này sẽ sử dụng RAM là RAM DDR5, để cho một số bạn thích RAM 5 hay là cần những công việc liên quan đến RAM 5 thì có thể sử dụng được một cách hiệu quả nhất. Thì RAM được mình sử dụng ở đây là RAM Corsair Vision DDR5 với hai thanh, và chúng ta vẫn còn hai slot nữa để có thể nâng cấp. RAM thì có thêm một chút LED RGB. Bây giờ thì RAM đắt tiền thì hầu như RAM nào cũng có LED hết. Không có LED thì người ta lại bảo rằng sức mạnh không bền bỉ. Tiếp theo là về hệ thống tẩy nước RAT 240 để có thể đảm bảo được yếu tố là không cần những thành phần linh kiện khác. Về mặt thị giác thì chúng ta có thể lựa chọn những hệ thống tản nhiệt RAT 240 tùy thích mà anh em mong muốn. Chúng ta có thể thích LED LCD này, thích màn hình kiểu có các thứ, vẫn lắp hoàn toàn ổn. Tuy nhiên ở đây thì mình thấy được rằng là khi build PC ở TNC thì phải có quà tặng dành cho anh em. Thì khi anh em mua cấu hình này thì TNC sẽ tặng luôn cho anh em một hệ thống tải nước All-in-One RAT 240 có tên gọi là LT520 đến từ Deepcool. Và cái hiệu quả khi mà sử dụng hệ thống tải nhiệt này cũng rất tốt. Còn tốt như nào là chút nữa mình sẽ bật mí cho anh em. Còn về thành phần card họa thì sao? Để có thể đảm bảo được yếu tố dùng đa tác vụ, chơi game, làm việc đều hiệu quả, vậy thì RTX 4060 Ti 16GB VRAM có làm thỏa mãn cho anh em hay không? Cá nhân mình đánh giá là có. Với 16GB VRAM thì những anh em nào mà lo lắng về VRAM không cần phải quan tâm nữa. Việc chúng ta chơi game này, edit video trên độ phân giải Full HD và 2K cũng sẽ hiệu quả hơn. Và thêm một yếu tố đặc biệt nữa là em này chỉ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin, và vì thế cái yếu tố liên quan đến việc chúng ta chọn mua dây kiểu dây nối dài này hay là việc tiết kiệm điện nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Và tất cả thành phần linh kiện đấy được lắp trong một vỏ cây Lianli rồi. Nguồn là nguồn SFX, tất cả mọi thứ đã xong, chúng ta còn thiếu ở đây là test hiệu năng. Về mặt cơ bản thì với RTX 4060 Ti và Intel Core i5, khi mà chúng ta chơi những cái tựa game online hay là offline trên độ phân giải 2K thì đều có thể kéo max setting được. Về phần nhiệt độ hoạt động của CPU là tương đối mát mẻ khi mà CPU chỉ khoảng chừng từ 40 cho đến 43 độ C. Còn GPU thì cũng sẽ thấp tương tự như vậy, chỉ khoảng chừng là hơn 50 độ C một chút, vẫn thoải mái để chúng ta có thể sử dụng. Còn mức FPS thì sẽ tùy từng tựa game và sẽ dao động từ 100 cho đến khoảng chừng là gần 300 FPS. Và dĩ nhiên rồi, nếu như anh em nào mà đang quan tâm thì mình sẽ để thêm một cái đường link ở dưới phần mô tả video nữa để anh em có thể click vào. Đấy, PC mặc dù thành phần linh kiện đều rất lớn, full kích thước, nhưng trong tên lại từ mini, thế mới là thú vị chứ. Và bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ cùng nhau hẹn gặp lại ở trong một video khác.